Chào mừng những khán giả thân yêu của FPT Play đang đến với Bóng đá Việt số đầu tiên của tuần mới. Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi thì giải vô địch U17 quốc gia cũng đã hạ màn với chức vô địch xứng đáng dành cho U17 PVF, một lò đào tạo vô cùng uy tín của bóng đá Việt. Hiện tượng của giải U17 quốc gia là U17 Sài Gòn đã gặp nhiều khó khăn trong trận chung kết khi phải đụng độ đối thủ là U17 PVF. Với sự hiện diện của Sao Mai Thái Bá Đạt, đại diện miền Bắc đã tạo nên một thế trận lấn lướt trước đội bóng phía Nam. Ngay từ phút 11 của trận đấu, ngôi sao sinh năm 2005 đã có đường treo bóng chuẩn xác để Hoàng Chiến có pha không chiến dũng mãnh đem về bàn thắng mở tỷ số cho U17 PVF. Màn trình diễn vượt trội tiếp tục được đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông duy trì. Phút 58, Thái Bá Đạt một lần nữa thể hiện đẳng cấp của mình khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ Hưng Yên. Đây cũng là bàn thắng đem về danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu dành cho chân sút người Thanh Hóa. Giành thắng lợi với tỷ số 2-0, U17 PVF có lần thứ tư giành danh hiệu vô địch giải U17 quốc gia với chỉ một trận thua duy nhất. Trong khi đó, U17 Sài Gòn dù đã có màn trình diễn rất nỗ lực khi bước vào vòng chung kết với tấm vé vớt rồi liên tiếp đánh bại U17 Đồng Tháp hay U17 Hà Nội, song đã phải chấp nhận kết thúc giải đấu với vị trí thứ hai chung cuộc. Mới đây thì câu lạc bộ Lanc lại có thêm một chiến thắng tại giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Tại sao chúng tôi lại đề cập đến câu lạc bộ này? Thật ra cũng vô cùng dễ hiểu vì nó có sự xuất hiện của tiền đạo Huỳnh Như, cầu thủ Việt Nam đầu tiên ra sân ở giải vô địch xứ Bồ. Sau khi tới Bồ Đào Nha, Huỳnh Như đã để lại rất nhiều ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế về phong cách tập luyện chuyên nghiệp lẫn khả năng hòa nhập với đội bóng mới. Để đền đáp cho những nỗ lực của Huỳnh Như, ban huấn luyện đã cho cô cơ hội ra mắt ở trận đấu gặp Valadares ở ngay vòng đấu đầu tiên. Phút 89, Huỳnh Như được tung vào sân thay Malu. Đây là cột mốc lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam khi có một cầu thủ thi đấu ở giải vô địch quốc gia châu Âu. Thời điểm đó, Lanc FC đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Bàn thắng được ghi ngay từ phút thứ 14 của trận đấu. Huỳnh Như được đưa vào sân đá vai trò hậu công, thế nhưng cô rất tích cực di chuyển và lùi về hỗ trợ phòng ngự. Hiệp đấu thứ hai có tới 8 phút bù giờ, đội trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam đã có tổng cộng 10 phút thi đấu trên sân và để lại nhiều ấn tượng đẹp về tinh thần thi đấu, cùng với đó là tính chuyên môn cao mà cô mang lại cho đội bóng. Chung cuộc, Lanc FC giành trọn 3 điểm ngày ra quân. Huỳnh Như hứa hẹn sẽ được ra sân nhiều hơn trong các trận đấu tới khi đang dần hòa nhập tốt với cả đội và môi trường mới. Sau chuyến tập huấn và tuyển quân vô cùng nghiêm túc, lúc này thì đội tuyển U20 Việt Nam đã hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình chinh phục vòng loại U20 châu Á trên đất Indonesia. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng đã gúp danh sách những cầu thủ tốt nhất của mình cho đợt này. U20 Việt Nam vừa chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ lên đường sang Indonesia dự vòng loại U20 châu Á 2023. Trước ngày lên đường, danh sách này đã được rút gọn khi hai cầu thủ bị loại giờ chót là Châu Phi và Ngọc Vĩ. Sau khi trải qua một quãng thời gian dài tập trung và mài giũa tính kỹ chiến thuật, ông Đinh Thế Nam đã chọn lọc ra được nhiều cái tên chất lượng. Cùng với đó, nhiều câu lạc bộ tại V-League và giải hạng nhất cũng đồng ý nhả quân cho U20 Việt Nam. Bùi Vĩ Hào đã được câu lạc bộ Bình Dương đồng ý tham dự đội tuyển sau khi vòng 16 V-League khép lại. Cả đội sẽ di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày hôm nay. Riêng Vĩ Hào sẽ bay một mình sang riêng vào ngày 14 tháng 9. Điều này đồng nghĩa với khả năng ra sân của cầu thủ này ở trận đấu đầu tiên là không cao. Tại vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng với Hồng Kông, Timor-Leste và chủ nhà Indonesia. Theo lịch thi đấu, U20 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ngày 14 tháng 9 gặp Hồng Kông, sau đó lần lượt gặp Timor-Leste vào ngày 16 tháng 9 và gặp chủ nhà U20 Indonesia vào ngày 18 tháng 9. Tất cả các trận đấu của bảng F đều diễn ra tại sân vận động Gelora Bung Tomo, tỉnh Surabaya, Indonesia. Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh 1 là hai cái tên được đánh giá cao nhất tại giải vô địch bóng đá nữ quốc gia. Tuy nhiên khi bước sang vòng 4 này thì một cái tên mới đã vươn lên cướp cờ. Những hình ảnh này cũng sẽ khép lại thời lượng của Bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chúng tôi và chúc quý vị có một buổi tối đầu tuần thật nhiều niềm vui. Với quyết tâm giành 3 điểm, Thái Nguyên TVT sớm tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau những nỗ lực, đại diện miền Bắc đã có được điều mình cần là bàn thắng vào lưới đối phương. Phút 18 của trận đấu, từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, tuyển thủ U18 Việt Nam Ngọc Minh Chuyên có pha đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số cho trận đấu. Có trong tay bàn thắng dẫn trước, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Việt Triều thoải mái thi triển lối chơi tấn công, song vẫn phòng ngự chắc chắn. Dẫu vậy, hàng loạt cơ hội ngon ăn đều đã bị những cô gái áo vàng xanh bỏ lỡ. Trong đó có pha đá phạt từ chấm 11m trúng xà ngang của Mỹ Anh. Phải đến phút 71 của trận đấu, cơ hội mới đến với Thái Nguyên TVT. Thùy Trang đánh đầu ở cự ly gần nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Chè.
Chiến thắng ấn tượng trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 2 giúp Thái Nguyên T&T có chiến tích lịch sử khi có lần đầu tiên dẫn đầu ở giải bóng đá nữ vô địch quốc gia với 9 điểm sau 3 trận. Một chuyến hành quân khó khăn chưa đón đại diện của nước Đức. Sau thất bại muối mặt ngày ra quân, và huấn luyện viên Tedesco phải mất việc. Chưa đón họ là nhà vô địch của giải đấu Real Madrid. Real Madrid, RB Leipzig, 2 giờ ngày 15 tháng 9, trực tiếp, duy nhất trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.